dị giới đại lục, chư quốc hỗn chiến, chủng tộc chém giết, duy ái vĩnh tồn. Xem tiểu phân đội nhân vật chính của chúng ta, Bách Lý Thần, Liễu Như Nhân, Đồ Viên, bọn họ làm thế nào trong chiến tranh hỗn loạn từ hai bàn tay trắng đến một chỗ ngồi, rồi đến vắt ngang thiên hạ, lại dựa vào sức một mình ngăn chặn chiến tranh, hỏi kiếm thần minh. Chương 1 Hỏng đại gia chuyện tốt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét, Chương 2 Hai người nghèo rớt mồng tơi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Vòng ưu tử quán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 A à thanh tin tức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 bị đánh lén. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Liễu như đền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Các ngươi nhưng có bỏ qua cho nàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đùa giỡn, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Về lại vong ưu tử quán. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Huyết Nguyệt Yêu Lan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.